Phân khúc crossover tại Việt Nam đang ngày càng trở nên chật trội khi nhiều tân binh gia nhập. Ngoài những mẫu xe Trung Quốc, For Territory 2021 dự kiến là mẫu xe tiếp theo sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Mới nhất, For Territory 2021 đã được mở bán chính thức tại Campuchia khiến người dùng Việt càng ngóng chờ ngày mẫu xe này xuất hiện hơn. Ở nước bạn, for Territory 2021 có giá bán cao nhất khoảng 1 tỷ lẻ 79 triệu. Vậy for Territory 2021 có gì để cạnh tranh? Là mẫu xe thế chân cho Escape, Ford Territory 2021 được kỳ vọng sẽ được người dùng trong nước đón nhận bởi thiết kế mới. Mẫu xe này sản phẩm hợp tác của Ford với thương hiệu Trung Quốc Zusheng và dùng chung khung gầm của CS330. Theo trải nghiệm thực tế này, Ford Territory 2021 trông khá lực lưỡng nhưng không hầm hố như những thiết kế đặc trưng của xe Mỹ. Theo đó, xe có kích thước dài rộng cao tương ứng là 4.580mm, 1936 mm 1674 mm chiều dài cơ sở đạt 2.716mm. Ở phần đầu, với phiên bản cao cấp nhất, Ford Territory 2021 được trang bị cụm đèn full LED có khả năng thích ứng. Lưới tản nhiệt thiết kế khá đơn giản với họa tiết tổ ong sơn đen, cản trước sử dụng nhựa bạc tạo sự khác biệt. For Territory 2021 sở hữu thiết kế thân xe chưa thực sự bắt mắt so với mức giá quy đổi đến hơn 1 tỷ. Mẫu xe này sử dụng bộ mâm đa chấu 18 in, gương chiếu hậu đồng màu với ngoại thất. Phía sau là cụm đèn hậu LED, cản trước kích thước lớn chưa thực sự tinh tế. Ở khoang lái, For Territory 2021 dù đã cải tiến với nhiều vật liệu cao cấp hơn, nhưng vẫn không thực sự quá ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu xe này có vô lăng khá lớn, ấn tượng nhất là màn hình kỹ thuật số phía sau mang đến sự hiện đại để bắt kịp các đối thủ. Trong khi đó, xe sở hữu màn hình giải trí 10 in có thể kết nối Apple CarPlay Android Auto cùng đầu ra là dàn âm thanh với 8 loa. Các tiện nghi khác như sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cổng USB cũng được tích hợp. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên không gian ghế ngồi của Ford Territory 2021 rộng rãi với cấu hình 5 chỗ, Mẫu xe này còn tích hợp bệ tỉ tay kiêm hộc để cốc, cửa gió điều hòa có cổng USB ở hàng ghế thứ hai. Ford Territory 2021 sử dụng động cơ xăng EcoBoost Turbo, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 143 mã lực, mô men xoắn cực đại 225 Nm kết nối với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ở thị trường Campuchia, Ford Territory 2021 được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Ford Copilot với hàng hoạt tính năng hiện đại, bao gồm hệ thống camera 360 độ, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, giám sát điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động. Với mức giá khá cao, Ford Territory 2021 sẽ không dễ dàng chinh phục khách hàng Việt khi đặt cạnh các đối thủ như Hyundai Tucson, MMADA CX5 hay Honda CR-V hiện nay. Xe cổ, xe cổ, x.